Chào mừng các học sinh quay trở lại với kênh Thành Đô Vlog. Trong video hôm nay, chúng ta cùng học môn toán lớp 3, sách cánh diều qua sách và bài tập. Bài 18, bảng chia 4. Rồi, trước hết là các em làm bài tập số 1, tính nhẩm. Phép tính nhẩm thứ nhất là 16 chia 4 bằng bao nhiêu? Để nhẩm phép tính này, thì các em nhẩm 4 nhân mấy? Bằng 16. 4 nhân 4 bằng 16. Vậy 16 chia 4 bằng 4. Rồi tương tự. 8 chia 4 bằng mấy? Các em nhẩm 4 nhân mấy bằng 8? 4 nhân 2 bằng 8. 4 nhân mấy bằng 20? 4 nhân 5 bằng 20. Bằng cách nhẩm tương tự, các em bấm tạm dừng video và các em hoàn thành bài tập số 1 nhé. Rồi tương tự chúng ta có 4 nhân mấy bằng 32? 4 nhân 8 bằng 32. 4 nhân mấy bằng 28? 4 nhân 7 bằng 28. 4 nhân 1 bằng 4. Bốn nhân mấy bằng 40? 4 nhân 10 bằng 40. 4 nhân 6 bằng 24. 4 nhân 9 bằng 36. Tiếp theo là các em sang bài tập số 2. Tính câu E. Ta có 4 nhân 5 bằng 20. Nếu các em lấy 20 chia cho 4, chia số 4 đi, thì ta được 5. 20 chia 5, chia số 5 đi, ta được 4. Bằng cách làm tương tự, các em bấm tạm dừng video và các em hoàn thành bài tập số 2 nha. Rồi tương tự ta có 4 nhân 6 bằng 24. 24 chia cho 4. 24 chia 4, chia 4 đi, ta được 6. 24 chia 6, chia 6 đi, ta được 4. 4 nhân 9 bằng 36. 36 chia 4. 36 chia 4, chia 4 thì ta được 9. 36 chia 9, chia 9 thì ta được 4. Rồi tiếp theo là các em sang câu B. 12 kg chia 4 bằng bao nhiêu? Các em nhẩm 12 chia 4. 4 nhân 3 bằng 12. Vậy 12 chia 4 bằng 3. Chỗ này là kg thì kết quả cũng phải là kg. 28 chia 4. 4 nhân mấy bằng 28? 4 nhân 7. Đúng không? Chỗ này là mm thì ta có 7 mm. 40 chia 4 bằng 10. Chỗ này là lít thì ta có 10 lít. 3, các em điền số thích hợp vào mỗi ô trống. Câu E. Có tất cả 24 quả cam xếp đều vào 4 túi. Mỗi túi có bao nhiêu quả cam? Ta có phép chia nào?
À, 24 quả cam xếp đều vào 4 túi. Tức là chúng ta chia 24 quả cam thành 4 phần bằng nhau. Thì mỗi phần có 6 quả cam. Ta có phép chia 24 quả cam xếp đều vào 4 túi thì chia cho 4. 24 chia 4 bằng 6. Mỗi túi có 6 quả cam. B có 12 chiếc ghế xếp mỗi hàng 4 chiếc. Số ghế đó đủ xếp thành mấy hàng ghế, ta có phép chia nào? À, xếp mỗi hàng 4 chiếc thì số ghế đó đủ xếp thành một hàng, hai hàng. Chỗ này là 3 này, cộng thêm một chiếc ghế bạn ấy đang mang đến nữa. Ta được 3 hàng, được chưa? Một hàng, hai hàng, ba hàng. 12 chiếc ghế xếp mỗi hàng 4 chiếc, ta chia cho 4. Chia theo nhóm, mỗi nhóm 4 chiếc. Ta chia được 3 hàng. Ta có phép chia 12 chia 4 bằng 3. Bài tập số 4. Bác sĩ đưa cho Nam nọ thuốc có 20 viên và dặn Nam mỗi ngày uống 4 viên. Hỏi Nam cần uống hết lọ thuốc đó trong mấy ngày? À, ta có 20 viên thuốc, mỗi ngày uống 4 viên. Như vậy 20 chia 4 bằng 5. Như vậy là Nam cần uống hết lọ thuốc đó trong 5 ngày. Rồi như vậy, trước hết là các em viết câu trả lời. Nam cần uống hết lọ thuốc đó trong số ngày là 20 chia 4 bằng 5 ngày. Đáp số là 5 ngày. Bài tập số 5. Em kể một tình huống thực tế có sử dụng phép chia trong bảng chia 4. Có rất nhiều tình huống các em có thể kể. Thầy giáo ví dụ các em có thể tham khảo. Mẹ hái được 28 quả cam. Mẹ xếp đều vào 4 đĩa. Mỗi đĩa có 7 quả cam. Ta có phép chia 28 chia 4 bằng 7. 28 quả cam xếp đều vào 4 đĩa, tức là 28 quả cam chia đều thành 4 phần bằng nhau thì mỗi phần có 7 quả cam. Tức là mỗi đĩa có 7 quả cam. Rồi bài học hôm nay đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong các video tiếp theo. Chúc các em học tốt.